Xin chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Đức Huy, kênh Cầu Lông Phong Trào đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về cái vấn đề là có một bạn YouTube hỏi Huy, đó là anh ơi, mua vật tại shop Vinbi, thì em mua một cái vật Vinbi, anh Huy sẽ chèn một cái hình để đây cho mình coi ha. Thì bạn nói comment như thế này, anh ơi, em có mua một cái vật Vinbi, em có mua thêm một bộ lưới trống, nhưng mà em muốn hỏi là đang lưới tại shop luôn thì nó có tính tiền đang thêm không? Thì Huy xin trả lời là không nha các bạn. Khi mà mọi người mua lưới tại shop và đang luôn tại chỗ thì shop đang luôn không tính tiền. Khi mà các bạn mua lưới về, các bạn quay trở lại shop thì cái đó mới tính tiền cho các bạn. Ví dụ các bạn mua lưới VNB quận 5, mua bên quận 5 mà muốn qua bên quận 6 đang thì phải mất hình như mất 20, từ 25 đến 30. 25 đến 30 ngàn ha. Thì cái đó theo Huy tính là như vậy thôi. Hồi đó là Huy ấy là 35 á. 25 chứ, tại lúc đó là người quen. Người quen bên VB quận 5 cho nên lấy rẻ 25 ngàn thôi. Đó. Còn một cái trường hợp nữa là về cái đó là cái chủ đề phụ mà Huy muốn nói cho các bạn nghe thôi ha. Còn vô chủ đề chính là hôm nay Huy sẽ nói về liệu người cầm vật giá rẻ với lại cầm một cái vật giá cao cấp thì sẽ chơi như thế nào. Và tại vì Huy hồi trưa Huy mới coi một cái clip của bên VNB, đó là bên VNB đang có tổ chức giải bên câu lạc bộ gia đình ở bên shop ở bên sân quận 12 thì phải, Huy không nhớ rõ, mà trên hệ thống YouTube á nó có làm một cái video nói về nhà vô địch xài vật giá rẻ. Thì hôm nay Huy có nảy một ý tưởng là mà tại sao những người xài vật giá rẻ nhưng mà họ vẫn giành được chức vô địch, mà có người cầm vật cao cấp nhưng lại đứng hàng nhì hạng ba. Hôm nay tôi sẽ làm video về cái chủ đề này ha. Ok, và trước khi xem video thì mọi người đừng quên là like, nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông nhận thông báo khi có video mới nhất từ kênh Đức Huy, kênh Cầu Lông Phong Trào nha. Ok, bây giờ thì xin bắt đầu thôi. Thì cái nội dung mà tại sao người cầm vợt giá rẻ họ vẫn đạt chức vô địch, nhưng mà tại sao người cầm vợt cầu lông gọi là giá cao cấp 88F Pro 4U mà họ đứng hạng 3 hoặc là họ thua. Ủa tại sao lại như vậy? Thì những cái video mà Huy nói về lực tay phù hợp với cây vợt nào, trình độ chơi ra sao thì cũng có nói về một vấn đề, nói về một cái vợt giá rẻ và một cái vợt giá cao cấp. Tại vì sao mà có một số bạn cầm vợt cao cấp đánh hạng nhì hạng ba, nhưng mà có một số người cầm vợt giá chỉ có vài trăm, dưới 1 triệu thôi mà họ đạt chức vô địch đó. Tại vì sao? Thì các bạn thử nghĩ đi, đâu phải là ai cầm một cây vợt cao cấp là đánh là sẽ thắng ở trăm trận trăm thắng đâu, đúng không? Mà tại sao có một người cầm cây vợt giá rẻ nhưng mà họ đánh rất là hay, họ đánh được giải nhất, giải khuyến khích, gọi là giải đặc biệt luôn đó. Thì quan trọng á là cái cây vợt đó nó phù hợp với cái lực tay của các bạn, phù hợp với cái lối đánh của các bạn, thì nó sẽ có hai cái yếu tố chính, đó là một là cây vợt, hai là cái bộ lưới đó. Ví dụ bạn chơi về hướng tấn công, thiên tấn công, thì các bạn sẽ mua một cây vợt đó nó nặng đầu, nặng đầu thân thì trên mức trung bình và dưới mức cứng một xíu, để khi mà các bạn đập cầu xong nó có cái độ dẻo uốn nhất định, để khi các bạn đập xong cái đũa vợt của các bạn sẽ quay lại cái trạng thái ban đầu, và nó sẽ các bạn sẽ thủ đánh những cái trái cầu tiếp theo, đánh trái tay những quả cầu tiếp theo. Thì những trường hợp đó thường họ sẽ đang một là BG80 ha, còn hai nếu mà họ thích âm thanh to, độ nảy cầu tốt, kiểm soát cầu tốt thì họ sẽ ưa chuộng hơn là 66 Ultimax. Đa số là Huy thấy là 66 Ultimax là ưa chuộng nhiều nhất. Hầu như là Huy coi clip nào mà của trận đấu của VNB hay là các trận đấu khác, đa số là có người thì xài BG65, có người đa số là hết 3 người là cầm 66 Ultimax rồi ha. Đang bộ lưới 66 Ultimax rồi, còn như là có một người đang BG65 đó. Thì tùy trường hợp mỗi người, theo cái trình độ và sở thích của mỗi người thôi. Quan trọng là phù hợp với túi tiền
của mọi người là được ha. Còn cái việc mà ủa tại sao mà em cầm một cái vợt cao cấp nhưng mà em lại thua một thằng cầm cái vợt giá rẻ, cái đó cũng tùy các bạn chơi hay lối đánh kỹ thuật và cái trình độ của các bạn chơi nữa. Tại sao mà người cầm cái vợt giá rẻ họ lại đánh tốt hơn cầm một cái vợt cao cấp? Tại vì một cái vợt cao cấp, một cái vợt giá rẻ nó chỉ mắc nhau ở chỗ cái phần vật liệu làm với phần công nghệ thôi, chứ nó không có điểm gì gọi là nếu mà cái cây vợt mà nếu mà bạn đánh hay, đánh tốt, khá khỏe, lực cổ tay ok, kiểu bán chuyên mà cũng giống gần chuyên nghiệp luôn rồi, thì các bạn mua những cây cao cấp đó các bạn thắng thì cái đó cũng dĩ nhiên không sao hết. Nhưng mà tại sao các bạn chơi trung bình mà các bạn chơi những cây cao cấp thì các bạn lại khó chơi nó, cây vợt dở? Tại chẳng qua là bạn mua sai vợt và gọi là mình chưa có tìm hiểu kỹ trước khi mình mua một cái vợt mà mình muốn chọn mà mình thích, là mình muốn thấy người thấy người ta đánh vợt cao cấp cái người ta thắng cái mình mua theo, cái là lối chơi mua theo phong trào nó sẽ không có phù hợp. Còn mua theo phù hợp là mình mua theo cái sở thích của mình, mua theo cái trình độ và cái lối đánh của mình và cái lực tay của mình, nó rất là quan trọng ha. Đó, tại sao có một số người hạng nhì, hạng nhất, có một số người lại dùng cái cây Pro Arc mà phiên bản mà Pro 318, dòng cũng dòng giá rẻ từ 1 triệu mấy trên xíu, 1 triệu mấy xuống 1 xíu ha, nó cũng tầm cái giá vài trăm thôi, nó cũng tầm giá sinh viên thôi. Tại sao họ lại chơi ok hơn những cái vợt mà những người cầm cây vợt mà cao cấp hơn? Nó quan trọng cái trình độ của các bạn thôi, chứ nó không quan trọng về vấn đề về vợt. Vợt nó chỉ là một thứ yếu tố chính để chúng ta đánh cầu, nó chỉ là thiết kế rồi mức căng hay một cái vợt xịn nó dành cho những người mà chơi chuyên nghiệp họ đánh họ sẽ thấy ok hơn. Và những cái người chơi phong trào muốn đi thi đấu á, chỉ mua những cái vợt nó phù hợp với lực cổ tay lực trung bình của mình thôi, chứ không nên mua theo phong trào. Tại mua theo phong trào biết đâu mọi người mua một cái vợt 2,5 triệu, mọi người bán lại với mức giá 2 triệu hoặc 2,1 triệu mấy, các bạn phải lỗ lỗ vài trăm. Tại khi mua rồi đang cước rồi thì cái dấu cước nó sẽ thành cái dấu ghen, thì nó sẽ bị hạn chế xuống còn 98 hoặc 99 thì thanh, tùy theo hình thức và tùy theo cái mức bảo hành của các bạn nữa. Cái này Huy chỉ chia sẻ với cái cá nhân và những gì mà Huy quan sát được đó, và những gì mà Huy rút ra được từ bản thân đó, chứ đừng các bạn đừng có theo cái quan niệm mà mua theo phong trào hoặc là thấy cái vợt cao cấp quá mà người ta đánh thắng thì mình mua, người ta thắng thì chưa chắc gì mình đã thắng mà mình mua, đúng không? Cho nên là mình phải tập luyện sao cho nó tốt, tập luyện từ những cái vợt giá rẻ, chẳng hạn như Huy đang xài cái này Aeronaut 6000C và đang chơi khá là ngon. À, Huy chưa muốn đổi, nếu mà Huy muốn đổi Huy chỉ muốn đổi những cái dòng vật vài trăm chẳng hạn như Apex này nọ kia thôi, đánh rất là ngon. Tại Huy không chơi chuyên, Huy chỉ chơi phong trào thôi, đánh chơi chuyên phong trào thôi chứ không có chuyên nghiệp. Nếu mà Huy chơi chuyên nghiệp Huy đó mua mấy cây chẳng hạn như Mizuno, Zonex, mấy cây mà cận cao cấp trở lên rồi, chứ không phải mua mấy cây này làm gì đâu. Tectonic 7-9 này nọ các kiểu nè, một đống cây luôn, một đống hãng luôn đó. Thì mình khuyên các bạn là mọi người thôi chơi phong trào mới tập chơi á, thì chỉ nên mua mới mức giá vài trăm và hợp túi tiền các bạn thôi, đừng nên mua với mức giá 1 triệu mấy đổ lên ha. Tại vì mình mua như vậy cái nhất nó quá cao so với cái túi thằng cái túi của mình, ví tiền của mình. Cái hai nữa mình mua về mình chơi không hợp thì mình sẽ bán, mà mình mãn thì mình bán thì nó đâu phải là còn theo giá gốc đâu, tuy nó được bảo hành nhưng nó được bảo hành thì giá còn đỡ nha. Chứ mà hết bảo hành mà tình trạng 97% là giá từ 3 triệu 2 nó còn tụt xuống thành 2 triệu 7 hoặc 2 triệu 6 đó. Tại cái mức bảo hành rất là quan trọng ha. Ví dụ một cái vợt các bạn mua 3 triệu, muốn bán hình thức 97% mà còn bảo hành giá khác, còn hết bảo hành giá sẽ khác. Tùy theo tỷ lệ hai phần đó quan trọng nhất, nhưng mà sang Huy nghĩ nha, cái tình trạng vợt là quan trọng hết 30%, còn cái tình trạng còn bảo hành hay không là quan trọng hết 70% rồi. Đó, tại người ta mua vật cũ biết đâu các bạn va đập thì sao, lỡ mà người ta mua vật cũ các bạn người ta hỏi bảo hành nó không, người ta lại trả giá thì các bạn lại lỗ, cái đó là chuyện tất nhiên rồi, Huy đã từng rồi cho nên Huy biết nha mọi người. Cho nên mọi người lưu ý chỗ này giúp Huy ha. Thì video của Huy tới đây kết thúc rồi, nếu mọi người xem video này thích video này đừng đừng quên là like cho Huy, nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông nhận thông báo khi có video mới nhất kênh nút Huy kênh gọi là phong trào nhé. Ok mọi người, và video sắp tới thì có những cái ý kiến gì thắc mắc của mọi người nữa hay comment xuống dưới cho Huy biết, và Huy sẽ trả lời hết thắc mắc cho tất cả mọi người nha. Ok, giờ xin mấy bạn mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới năng lượng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye.